Dạ vâng, Bảo Tín xin gửi lời chào đến tất cả mọi người đang có mặt trong video ngày hôm nay của em. Hôm nay thì em sẽ lên cho mọi người một cái hướng dẫn để mọi người cài cái ứng dụng nghe nhạc chất lượng cao trên điện thoại hoặc là trên máy tính hay là trên Smart TV một cách dễ hơn. Hầu hết là tất cả mọi người đều có thể cài được. Hai cái app này ở trên điện thoại hệ điều hành Android rồi. Tuy nhiên là với điện thoại hệ điều hành iOS tức là iPhone, iPad thì nhiều khi chúng ta vẫn cần phải vào trong cái apple store sau đó chúng ta vào cái tài khoản cá nhân và chúng ta đổi mã vùng sang một cái quốc gia khác thì chúng ta mới cài được tại vì sao bởi vì là cái ứng dụng nghe nhạc chất lượng cao này thì tại việt nam chúng ta chưa cấp phép nên nếu chúng ta cài được thì chúng ta cần đổi mã vùng và cái điều này thì vô tình nó sẽ làm khó khăn cho một số những cái khách hàng đó chúng ta sẽ không biết cái vấn đề này Tuy nhiên thì trong cái video clip này thì em sẽ hướng dẫn cho mọi người một cách nữa để chúng ta cài ứng dụng Tidal Có thể là cho điện thoại Android hay là điện thoại iPhone Mà chúng ta sẽ không cần phải là đổi cái mã vùng quốc gia nữa, không cần cầu kỳ nữa Mà chúng ta vẫn có thể trải nghiệm nhạc chất lượng cao từ Tidal, Qobuz để chúng ta sử dụng Trải nghiệm qua cái bộ dàn của chúng ta để chúng ta có cái trải nghiệm âm thanh tốt hơn thì uh, ứng dụng ngày hôm nay mà em muốn xử lý và hướng dẫn cho mọi người là một ứng dụng rất là cơ bản chúng ta có thể dễ dàng gõ được ở trên App Store mà không cần phải uh, đổi mã vùng hay là đổi mã quốc gia nha mọi người đấy thì chúng ta sẽ vào trực tiếp vào phần tìm kiếm như các ứng dụng khác mọi người uh, sẽ gõ cho em ứng dụng tên là M Connect đó chúng ta sẽ có ứng dụng là M Connect và mọi người bấm chữ M Connect thì chúng ta sẽ có bao gồm này một chữ m, chữ c, chữ o, hai chữ n. Đấy. Chữ e, chữ c, chữ t và trên màn hình sẽ hiện cho chúng ta là một cái ứng dụng là M Connect Player Live và mọi người sẽ cài đặt cái ứng dụng đấy cho em nhé. Đó, chúng ta bấm cài đặt. Ở đây thì em đã cài đặt rồi nên là em chỉ cần mở nó lên thôi. Và sau khi mà chúng ta mở lên thì sẽ có một cái giao diện rất là cơ bản như thế này cái app này có rất là nhiều cái hay mà chúng ta có thể trải nghiệm nó có thể kết nối DNA với các cái dòng đáp có hỗ trợ mạng LAN nữa cơ đấy và cái đấy thì chúng ta sẽ sử dụng sau còn bây giờ chúng ta sẽ quan tâm đến cái thay đồ hoặc quy bút tức là hai cái app này thì mọi người thấy để ý bên dưới thì chúng ta sẽ có năm cái trình điều khiển thì mọi người bấm vào cái thứ tư đó chính là chữ browser sau khi mọi người bấm vào đây rồi thì sẽ hiện cho chúng ta lên ngay lập tức đó chính là hai cái ứng dụng connect sẵn với app là Tidal hoặc là Queerwood. Đó, như vậy là chúng ta sẽ không cần phải cài đặt đổi mã vùng các kiểu nữa cho vất vả ra. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần là có ngay cái ứng dụng sẵn ở trên máy rồi. Và việc chúng ta cần làm bây giờ là chúng ta sẽ chỉ cần đăng ký tài khoản Tidal. Đó, và đăng ký tài khoản Queerwood là chúng ta đã có thể trải nghiệm được rồi. Ở đây thì em đã có đăng ký sẵn và đã trải nghiệm rồi nhé. Và nếu ai chưa có tài khoản Tidal hoặc tài khoản Qioút mà chúng ta muốn trải nghiệm nhạc chất lượng cao và chất lượng nhạc ở đây thì sẽ tương đương như CD nha mọi người đó sẽ cho chúng ta những cái trải nghiệm rất là tốt thậm chí là nếu như mà mọi người chơi được những cái dòng đác có hỗ trợ MQA đối với thay đồ hoặc là những cái bản 2 Res hai tư bit thì chất lượng nó sẽ tốt hơn cả CD nha mọi người đó và chúng ta cũng tìm kiếm ca sĩ rất là dễ ở trên này là chúng ta chỉ cần bấm vào biểu tượng tìm kiếm và chúng ta gõ tên ca sĩ mà chúng ta muốn nghe thì nếu ca sĩ đó có ở trên thay đồ thì sẽ chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm về cái cái uh, cách sử dụng này đó là thay đồ hoặc queú và mọi người đừng quá lo lắng bởi vì cái giá trị để chúng ta tạo một cái tài khoản nghe nhạc theo tháng trả tiền trả phí theo hàng tháng hoặc hàng năm nó rất là đơn là dễ thôi vì cái chi phí của nó rất là bèo và chúng ta có thể là bỏ ra với 50.000 3 tháng sử dụng là chúng ta đã có một cái tài khoản thay đồ đấy rất là dễ, 50.000 cho 3 tháng. Đấy còn đối với Queer Boot thì sao? Queer Boot thì chúng ta thấy là trên này có tất cả những cái nhạc Hi-Res Audio này. Đó, nhạc Hi-Res Audio cho chúng ta nhạc 24 bit. Và chất lượng ở đây thì rất là tốt. Ờ à, app Queer Boot này thì ít nhạc nước ngoài, à, ít nhạc Việt Nam hơn. Nên là nếu mà chúng ta muốn trải nghiệm nhạc quốc tế chất lượng cao thì chúng ta sẽ nghe ở đây nha. Còn nếu chúng ta muốn nghe nhạc Việt thì chúng ta nghe Tidal. Vì chúng ta cũng rất là dễ thôi, cũng sẽ tìm kiếm để chúng ta có những cái trải nghiệm và đương nhiên rồi, à, chúng ta sẽ đăng ký cái tài khoản này theo tháng Và với Qilboot thì chúng ta sẽ phải mất khoảng 100.000 cho 3 tháng sử dụng Còn Thay Tidal thì rẻ hơn, khoảng 50.000 Đấy là cách mà chúng ta trải nghiệm hai cái ứng dụng này trên điện thoại một cách là dễ dàng nhất Và việc cuối cùng thì chúng ta chỉ cần cắm một cái dây OTG từ cái chân sạc điện thoại của chúng ta Đầu còn lại thì chúng ta cắm vào đầu giải mã DAC là chúng ta đã có thể trải nghiệm nhạc chất lượng cao trên hai cái ứng dụng như là Tidal hoặc Qubit mà chúng ta sẽ không cần phải đổi mã vùng để cài đặt về một điện thoại một cách khó khăn nữa nha mọi người. Chúng ta chỉ cần trải nghiệm thôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của em. Hy vọng là những cái chia sẻ này của em sẽ giúp cho mọi người có cái trải nghiệm dễ dàng hơn. Và nếu mọi người có nhu cầu mở tài khoản thay đồ hay đăng ký thay đồ hoặc là QR thì có thể là nhắn tin qua số Zalo của em là 0826 110011 hoặc là Zalo hỗ trợ kỹ thuật của Bảo Tín là 0826 110099 nhé mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip lần sau. Xin cảm ơn.